Cầu Mỹ Thuận 2 vượt tiến độ, một gói thầu đã hoàn thành. Ban quản lý dự án 7 cho biết, công tác thi công dự án thành phần đầu tư xây dựng cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu đang vượt tiến độ được giao. Trong đó, có một gói thầu đã hoàn thành. Gói thầu đã hoàn thành là thi công cọc khoan nhồi và bệ các trụ diệp chính dây văng từ trụ T14 đến trụ T17, bao gồm điều tiết đảm bảo an toàn giao thông thủy trong thời gian thi công gói XL03A. Còn gói thầu XL04 thi công cầu dẫn phía Vĩnh Long, bao gồm 3 nhịp đúc hẳn, 14 nhịp Super T và toàn bộ kết cấu phần dưới từ trụ T18 đến mố M34. Đường dẫn phía Vĩnh Long, đoạn km 107+356 đến km 107+740 do liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn Định An, công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Xây dựng Trung Chính, công ty trách nhiệm hữu hạn Nhạc Sơn thực hiện đang vượt tiến độ cao nhất là 6,5%. Riêng gói thầu chính XL03B thi công thân trụ từ T14 đến trụ T17 và kết cấu phần trên nhịp chính dây văng, kè gia cố bờ sông, hệ thống an toàn giao thông đường bộ, hệ thống điện chiếu sáng dù mới triển khai thi công từ ngày 1 tháng 11 năm 2021 nhưng cũng vượt tiến độ 1,4%. Hiện nhà thầu đang triển khai 3 mũi thi công và đã thực hiện xong trụ neo T14, 2 trên 33 đốt thân trụ T15 và đã thi công đổ bê tông đốt S1 thân trụ neo T16. Dự kiến ngày 25 tháng 8 tới sẽ tiến hành thi công nhịp chính dây văng, bao gồm 16 đốt đúc nhịp chính trên mỗi trụ tháp. Tổng giá trị xây lắp của dự án đến thời điểm hiện tại là 1.500 tỷ đồng, đạt 47,27%, vượt tiến độ khoảng 1,83%. Tổng số vốn đã giải ngân của dự án đến đây gần 2.497 tỷ đồng, đạt 99,2%. Về công tác giải phóng mặt bằng, theo Ban Quản lý Dự án 7, hiện toàn bộ dự án đã chi trả 501 trên 501 hộ, đạt 100%, đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công 6,61 trên 6,61 km. Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn vướng mắc trong việc giải phóng mặt bằng bổ sung phía bờ Vĩnh Long. Cụ thể, phần tuyến chính trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long thì đơn vị đã chi trả xong 112 trên 112 hộ và bàn giao mặt bằng. Riêng phần giải phóng mặt bằng bổ sung phục vụ thi công đường tạm Tân Phú có 27 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay địa phương đã phê duyệt xong phương án bồi thường hỗ trợ, đã chi trả xong 17 hộ dân, còn 10 hộ dân chưa chi trả. Ban quản lý dự án 7 đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo các cơ quan, ban ngành có liên quan sớm giải quyết dứt điểm để bàn giao cho nhà thầu trong tháng 2 năm 2022. Còn phía Tiền Giang thì đã hoàn thành công tác chi trả, bồi thường và bàn giao mặt bằng, nhưng công tác di dời đường dây cao thế còn chậm.